Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam lập tức hủy cáo trạng đối với phát ngôn nhân của hội anh em dân chủ ông Nguyễn Trung Trực ngay trước khi diễn ra phiên tòa xét xử nhà hoạt động này ngày 12 tháng 9. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á trong Human Rights Watch nói ông Trực là một nạn nhân nữa trong chiến dịch của chính quyền Việt Nam chống lại những người vận động cho nhân quyền và dân chủ. Ông Nguyễn Trung Trực, 44 tuổi, bị bắt tháng 8 năm ngoái với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông được xem là một nhà hoạt động tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty Formosa hay trong các công việc thiện nguyện giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bảo vệ cho ông Trực, cho VOA biết ông Trực sẽ phản bác toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Truyền thông nhà nước nói, ông Trực viết các tài liệu phản động có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về Việt Nam, trả lời phỏng vấn và tham gia các cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Malaysia, và rằng hành vi của ông Trực gây ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Malaysia và Trung Quốc. Luật sư Miến nói, cáo trạng và chứng cứ chống lại ông Trực rất mơ hồ. Ông Nguyễn Trung Trực là thành viên thứ 9 của Hội Anh Em Dân Chủ bị đưa ra xét xử. Human Rights Watch nói việt nam đang trở thành nhà tù khổng lồ đối với bất kỳ ai lên tiếng phản đối chính quyền hay hoạt động nhằm thúc đẩy nhân quyền căn bản